Không thể ngờ là hôm trước mình khoe cái quần này mình bán được 1.700 chiếc ở trên Shopee, thì bây giờ mình đã bán được thêm 1.700 chiếc ở trên TikTok Shop này đây. Anh em có thể kiểm tra ở trên TikTok Shop này. Thêm 1.700 chiếc rồi, tức là lại thêm được khoảng 400-500 triệu doanh số rồi. Và cảm ơn anh em rất là nhiều. Nhưng mà vẫn rất là nhiều anh em comment bảo là cái quần này xỉ chưa đến 50k một cái. Ý là bảo mình bán đắt đấy, bán rất là đắt đấy. Thì mình nói cho bạn biết như này nhá, là cái quần này làm từ vải 100% cốt tông. Và cái vải này Việt Nam không có, mình phải nhập bên Trung Quốc. Riêng cái tiền vải thôi nó đã lớn hơn rất là nhiều so với cái mốc 50k của bạn rồi. Mình không biết là bạn nhập xỉ ở đâu, nhưng mà bên mình sản xuất nhá, tức là bên mình sản xuất ra chứ không phải nhập xỉ ở bên nào cả, mà cái giá thành phẩm ra của chiếc quần này nó đã gấp hơn rất là nhiều lần so với mốc 50k kia của bạn rồi. Và thứ hai nữa là con quần này nó không chỉ giá trị ở cái phần gọi là chất vải, mà nó còn giá trị ở cái phần đa năng nữa. Tức là nó có thể mặc được 3 dáng, mặc được cả đông lẫn hè cơ mà. Đấy, mình tin là rất là nhiều anh em mua vì cái tính năng đấy là chính. Và cũng là chiếc quần ngon nhất bên shop mình từng làm, cho nên là like it nha.